với nhóm học tiếng Pháp. Và ngày hôm nay với cái từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề thì mình sẽ trình bày chủ đề số 3 của Niveau Débutant. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái từ vựng tiếng Pháp này thực ra là dành cho tất cả các bạn, đúng nào, không phân biệt trình độ. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các bạn trình độ cao mà các bạn chưa biết những cái từ này, đúng không, thì các bạn hoàn toàn có thể xem. Và nếu mà các bạn nào mà mới bắt đầu học thì những cái từ vựng này sẽ là rất là lý tưởng để xây dựng cái nền tảng, cái kỹ năng ngôn ngữ của bạn. Tại vì là trong tất cả mọi ngôn ngữ thì từ vựng luôn luôn đóng vai trò chủ chốt, đúng nào. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đó là La Famille, Les Périodes de la Vie, tức là gia đình. La Famille là gia đình, và những cái giai đoạn trong cuộc sống của bạn là giai đoạn trong cuộc đời của bạn, đúng không nào. Période là cái giai đoạn, cái thời kỳ ấy, đúng không. Đang la vie, de la vie là trong cái cuộc đời, cuộc sống của các bạn, đúng không nào. Ở đây tất cả những cái từ mà cần ghi nhớ thì mình đã viết và tô màu xanh với cái chủ đề gia đình, và mình hy vọng là các bạn có thể ghi nhớ được tất cả các từ này, đúng nào. Nếu mà chúng ta không nhớ thì mỗi ngày chúng ta bật lên chúng ta xem thì dần dần chúng ta sẽ ngấm thôi, đúng không. Lưu ý là các bạn nên bật lên xem đi xem lại nhiều lần nhé. Chứ các bạn nếu mà các bạn lốt video, nhiều bạn inbox cho mình xin video bài giảng, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn cứ lốt video về máy, thứ nhất là nặng máy, đúng không nào. Thứ hai là chắc gì các bạn đã bật lên xem nhiều lần. Nhưng mà khi mà các bạn có internet, các bạn có máy tính hoặc là có điện thoại thông minh, có 3G, 4G chẳng hạn, thì các bạn bật lên các bạn xem đi xem lại thì nó hay hơn là khi mà lốt xuống. Và thường thường thì chúng ta thường lốt rất nhiều tài liệu tiếng Pháp xuống, nhưng mà nhiều bạn, có bạn có hàng cả chục quy tài liệu tiếng Pháp, nhưng mà chưa có bạn nào mà học quá một hai bài trong cái đống tài liệu đấy cả, đúng không? Có những cái mà chúng ta lốt về để đấy, để cho thỏa lòng an tâm của mình thôi, chứ chúng ta không đụng đến bao giờ, thì cái đấy thực sự là đáng tiếc và thực sự là con dao hai lưỡi. Nếu như mà các bạn lốt và các bạn mang về máy quá nhiều các tài liệu, đúng không? Ok, vậy chúng ta cùng nhau học nhá. Thứ nhất là la mère, tức là mẹ, hay là tiếng gọi thân mật là maman, đúng không nào, là mẹ. Còn le père là bố, nhưng mà tiếng gọi thân mật ở nhà thường là papa, đúng không. Maman, papa đấy, đúng không. Là ông thì gọi là grand père, đúng không. Ông bà, ông nội, ông ngoại đều là grand père cả. Nhưng mà khi mà thân mật thì người ta gọi là papi, đúng không. Còn grand mère là bà nội, bà ngoại, đúng không. Nhưng mà thân mật người ta gọi, có thể gọi là mami hoặc là mame, đúng không. Còn l'oncle là bác, chú hoặc là cậu, đúng không. Nhưng mà thân mật ở nhà người ta gọi là tonton, đúng không. Còn la tante là cô, dì hoặc là bác gái, thì thân mật, từ thân mật của nó là tati, đúng không. Tiếp theo là gia đình hạt nhân. Gia đình hạt nhân là gì? Gia đình hạt nhân gồm có vợ chồng và con cái thôi, đúng không. Thì có những cái từ ví dụ như là le mari là chồng, la femme là vợ, đúng không. Les parents là bố mẹ, đúng không nào. Cái từ này thì giống rất giống cái từ trong tiếng Anh, đúng không, parents đó là bố mẹ, nhưng mà trong tiếng Pháp đọc là parents nhé. Les parents là bố mẹ. Còn les enfants là con cái, đúng không nào. Con cái thì gồm có un fils là con trai, hoặc là une fille con là con gái, đúng không. Ngoài ra thì anh em trong nhà gọi là le frère là anh hoặc là em trai, hoặc là la sœur chị hoặc là em gái, như nào. Ok, vậy thì đây tất cả các từ này nếu mà các bạn quá quen thuộc thì không sao, một một lần thì các bạn xem một lần các bạn ôn tập lại. Còn nếu như mà bạn nào chưa biết những cái từ này thì có thể học đi học lại bằng cách bật đi bật lại cái video này. Ngoài ra thì ở đây mình giới thiệu cho các bạn
những cái từ vựng mà người Pháp hay dùng kiểu thân mật trong gia đình, ví dụ như mamon, papa, papi, mami, tonton là tati, đúng không? Ok, tiếp theo là những cái từ vựng cũng chỉ về gia đình, nhưng mà từ vựng này về cái phía xa xôi hơn, đúng không? Tiếp theo phát triển của một cái gia đình là khi mà con cái lớn lên thì con cái sẽ lập gia đình, và đấy là những cái từ vựng thuộc cái slide này, đúng không? Thứ nhất là la belle fille là con dâu, đúng không? Con rể là le gendre, đúng không? Còn em rể là le beau-frère, đúng không nào? Còn chị em dâu là la belle sœur, đúng không? Bố chồng là le beau-père, đúng không? Mẹ chồng là sa belle mère, đúng không? Còn bố mẹ chồng là le beau parent, đúng không nào? Những đứa cháu là les petits enfants, đúng không? Những đứa cháu này bao gồm những đứa cháu gái là petite fille, đúng không? Còn những đứa cháu trai là petit fils, đúng không nào? Còn ông bà là grand parents, đúng không? Ông bà nói chung là grand parents, đúng không nào? Còn ông sẽ là grand père, còn bà sẽ là grand mère, đúng không nào? Đấy. Còn anh họ là le cousin, đúng không? Chị họ là la cousine, đúng không nào? Cháu trai là le neveu, đúng không? Còn cháu gái là la nièce, đúng không nào? Nièce, đúng không? Cháu gái. Đấy, thì các bạn nhớ cái chuỗi từ này để không bị lẫn lộn, hoặc là khi mà chúng ta tới một đại gia đình nào người Pháp người ta giới thiệu thì mình cũng biết được đấy là những cái từ gì và quan hệ của người ta như thế nào trong cái đại gia đình đấy, đúng không? Thứ hai, mình xin giới thiệu với các bạn những cái từ vựng về những giai đoạn của cuộc đời, đúng không nào? Les périodes de la vie, tức là cái giai đoạn của cuộc đời từ khi mà sinh ra đến khi mất đi. Thường thường có những cái giai đoạn như sau: thứ nhất là vừa sinh ra này, thứ hai là cái thời trẻ con này, đúng không? Thứ ba là thời thơ ấu, đúng không? Thứ tư là thời trẻ con là cái thời thơ ấu đấy, đúng không? Thứ tư là thanh thiếu niên, đúng không? Thứ năm là trung niên, đúng không? Thứ sáu là về già, và cuối cùng là mất đi, đúng không nào? Thì đây, l'enfance là thời thơ ấu, đúng không? L'adolescence là tuổi thanh thiếu niên đấy. Nhưng mà người ta có thể viết tắt là ado thôi, đúng không? Thì đấy cũng là chỉ là tuổi thanh thiếu niên, đúng không? Vị thành niên đấy, đúng không nào? Ăn bb, đúng không? Bb này, nếu như mà các bạn xem cái video về hack não danh từ trong tiếng Pháp của mình, gồm có hai video, mình lại đã làm rất là kỹ và rất là chi tiết về danh từ giống đực và giống cái trong tiếng Pháp, thì các bạn cũng nhớ là cái từ bb này này, cái danh từ bb này rồi luôn luôn là masculine, tức là luôn luôn là giống đực nha, là em bé. Em bé ở đây có thể là em bé gái, có thể là em bé trai, đúng không? Ăn hoặc là in năng phong này, đứa trẻ, đúng không? Fish là bé trai và fille là bé gái, đúng không nào? Adolescent, đúng không? Thanh thiếu niên, đúng không? Hoặc là adolescent, đúng không? Thanh thiếu niên là nữ, đúng không? Nữ thanh thiếu niên đấy, đúng không? Hoặc là win adult, đúng không? Adult là người lớn, đúng không nào? Win back son, đúng không? Cái chữ back son này này là luôn luôn là danh từ giống cái. Nếu mà các bạn xem hack não ra video hack não danh từ giống giống cái và giống đực của mình thì các bạn cũng sẽ nhớ cái từ này là luôn luôn ở giống cái. Nếu như các bạn chưa xem, những bạn nào mà chưa xem cái video hack não của mình thì xin mời các bạn hãy tìm và xem lại cái video đấy nha. Vinbaxen AG, AG là người lớn tuổi, người có tuổi đấy, đúng không? Trong tiếng Pháp người ta kỵ dùng cái từ già, ví dụ như vieux hoặc là vieille, đúng không nào? Vieille là già, người ta không dùng cái từ này, đúng không? Mà người ta sẽ dùng là personne âgée, đúng không? Là những người lớn tuổi, đúng không nào? Vì cái tính từ già này này là có ý nghĩa là tiêu cực,
Ý nghĩa tiêu cực là sao? Là chỉ cái tính tình của người ta già khó tính, kiểu cái kiểu kiểu đấy, thì người ta sẽ không dùng mấy, ít dùng. Người ta, khi mà nói đến người lớn tuổi thì cái tính chất lớn tuổi người ta thì người ta sử dụng là persona gì nhé. Đây đây là cái cụm từ mà mình đã bôi xanh này này, cụm từ cái màu xanh lá này này, là những cái cụm từ chỉ cái là cái cụm từ biểu đạt trong câu đấy. Nào, thì nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn có thể xem đi xem lại, các bạn nhớ cái cụm từ này rất là hay, mà mình đã lấy cái ví dụ hẳn ra cho các bạn. Đấy là j'ai passé mon enfance, j'ai passé mon enfance sur Việt Nam, đúng không? Tôi đã trải qua thời thơ ấu Việt Nam, đúng nào? Thì tất cả chúng ta đều trải qua cái thời thơ ấu của Việt Nam, ở Việt Nam chúng ta, đúng không nào? Tại vì là chúng ta sinh ra ở Việt Nam mà, đúng không? Thứ hai là il a eu une adolescence heureuse, là anh ấy có một thời niên thiếu thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ, đúng không nào? Cái từ une này là cái động từ avoir, chia ở, thì passé composé nhé. Đây cũng là trợ động từ avoir này. Đây là động từ avoir ở participe passé này, đúng không nào? Thì il a eu une adolescence heureuse, đúng nào? Anh ấy có một thời niên thiếu hạnh phúc, đúng không? Cái thứ ba là những cái biểu đạt khi mà nói đến tuổi tác, thì như chúng ta đã biết là trong tiếng Pháp người ta dùng cái động từ avoir để người ta chỉ tuổi tác, mấy tuổi của một người, nhiều người nào đấy, đúng chưa nào? Ví dụ như trong cái câu hỏi này, quel âge ông Veronique et Denis, đúng không? Thì dịch sang tiếng Việt sẽ là Veronique et Denis bao nhiêu tuổi vậy, đúng không nào? Thì cái từ ông này này là cái động từ avoir, chia thì hiện tại nhá. Thì nếu như mà các bạn chưa nắm chắc cái cách chia của động từ ở thì hiện tại, thì mình đã có chuỗi series ngữ pháp cơ bản và các nhóm và phân nhóm của động từ chia thì hiện tại tương ứng với các ngôi. Nếu mà bạn nào chưa xem hoặc là chưa nắm chắc cái cách chia đấy thì các bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần những cái video đấy của mình, tại vì mình đã phân loại và mình đã lưu ý, mình đã sắp xếp rất có hệ thống cái cách chia như thế nào để các bạn dễ học, dễ hệ thống và dễ nhớ hơn nhá. Ví dụ tiếp theo khi mà nói tuổi dùng cái động từ avoir nữa là Veronique a 38 ans, tức là Veronique 38 tuổi, đúng nào? Tại sao mà mình không dùng cái tên tiếng Việt cho các bạn dễ nhớ và các bạn dễ đọc? Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta học tiếng Pháp thì chúng ta nên làm quen với những cái tên tiếng Pháp, đúng không nào? Chúng ta làm quen càng nhiều thì khi mà giao tiếp hàng ngày, hoặc là khi chúng ta đi thi, hoặc là khi mà các bạn du học sang Pháp thì các bạn nghe tên của người Pháp các bạn không bỡ ngỡ, đúng không? Đấy là lý do tại sao mà mình luôn luôn để, hoặc là mình luôn luôn chế tạo ra cái tên là tên tiếng Pháp để các bạn làm quen dần, đúng không nào? Eternity à 43 ans, tức là Denis thì 43 tuổi, đúng không? Như vậy thì Denis sẽ hơn cái ông cái bà Veronica này này là mấy tuổi nào? 5 tuổi, đúng không? Thì chúng ta dùng cái cụm từ là avoir 50 de moins que, de moins que là so sánh thấp hơn đấy, đúng không? Veronique a 50 de moins que Denis, tức là Veronique nhỏ hơn Denis 5 tuổi, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể nói cách khác đi là Denis a 50 de plus que sa femme, đúng không? De plus que sa femme, thì cái cụm này này, de plus que này này là từ cái cụm từ so sánh hơn, đúng không? Thì Denis sẽ hơn 5 tuổi so với vợ của ông ấy, đúng không? Vợ ông ấy là bà Veronique này này. Nào. Tiếp theo để nói về cái chủ đề tuổi tác, đúng không? Trưởng thành, thì chúng ta có
những cái cụm từ và những cái ví dụ sau đây. Ví dụ như là xe tăng, petit, garçon, đúng không? Chữ C này này phải là C C nin nhá, phải có dấu móc ở đây. Tại vì mình không dùng bàn phím tiếng Pháp nên mình sẽ không biết dấu móc. Còn nếu mà bạn nào ghi ra vở thì các bạn nhớ dấu móc ở đây. Xe tăng petit garçon đúng không? Đó là một cậu bé trai. Và xe tuyên petit fille đó là một cô bé gái, đúng không nào? Hai cái câu này nó khác với cái câu là Julie a la petite fille de Melanie, tức là Julie là cháu gái của Melanie. Các bạn nhớ nhá, ở đây cái dùng mạo từ không xác định đúng không nào? Còn ở đây là phải dùng mạo từ xác định đúng không nào? Tại vì Julie là xác định là cháu gái của Melanie rồi đúng không nào? Julie est la petite fille de Melanie đúng không? Tiếp theo, khi mà nói đến sự trưởng thành và sự lớn lên theo độ tuổi thì người ta có thể sử dụng cái động từ nguyên mẫu là động từ grandir. Động từ nguyên mẫu này khi mà chia với ngôi số 3 số nhiều sẽ là grandis. Đúng không nào? Như các bạn đã nhìn nhìn ở đây. Nếu mà các bạn chưa nắm chắc cái động từ có tận tùng cùng là ir chia thì hiện tại như thế nào và thuộc phân nhóm nào thì các bạn có thể xem cái chuỗi series ngữ pháp cơ bản của mình để các bạn biết hơn nhá. Đây mình lấy ví dụ đấy là les enfants grandissent, tức là những đứa trẻ là lớn lên thêm đấy đúng không, lớn lên đấy đúng không. Ils deviennent toujours plus grands đúng không, những đứa trẻ lớn lớn lên thêm đấy đúng không. Còn les enfants grandissent là những đứa trẻ đã lớn đúng không, lớn rồi đấy đúng không nào. Ví dụ là mon fils a grandi de 4 cm đúng không? Tức là con trai tôi đã lớn thêm lên 4 cm đúng không nào? Grandi nhớ thêm cái de này nhá và cái số cm đúng không nào? Thì các bạn nhớ cái trường hợp này thì khi mà các bạn ghi hoặc là các bạn nhất là các bạn là thi DELF A1 A2 chẳng hạn, hoặc là thi TCS thì chẳng hạn. Thì các bạn có một bài viết cũng có bài viết là miêu tả đúng không? Thì các bạn nên nhớ cái cụm này và cái cách dùng cách viết như thế nào thì các bạn nên nên nhớ cái phần này. Tiếp theo đấy là một ví dụ nữa là Ella 32 đúng không? Cô ấy 32 tuổi, Ella encore jeune đúng không? Và cô ấy vẫn còn trẻ đúng không nào? 32 tuổi là còn rất là trẻ đúng không? Mặc dù là không trẻ lắm nhưng mà vẫn trong độ tuổi là còn trẻ đúng không nào? Thì chúng ta có thể viết lại là xe tuyên dân phàm, đó là một phụ nữ trẻ đúng không? Tiếp theo là dê dê cát thơ văng đi rằng đúng không? Tôi 90 tuổi đúng không? Je suis thè ra dê, tức là tôi rất là già rồi đúng không nào? Tôi rất là lớn tuổi rồi. Je suis trop vieux. Rất là lớn tuổi rồi. Pour faire du sport, quá già cho cái việc luyện tập thể thao đúng không? Faire du sport là chơi thể thao đấy, luyện tập thể thao đấy đúng không? Thì tôi đã quá già để mà chơi thể thao rồi đúng không nào. Thì các bạn ở đây các bạn nhớ lưu ý cái cách sử dụng cái từ AG và từ vieux ở đây, hai cái tính từ này khi nào thì dùng AG và khi nào thì dùng vieux. Vieux khi mà chúng ta dùng với ý nghĩa tiêu cực, ví dụ như là quá già để không thể làm cái việc gì đấy thì chúng ta dùng vieux. Còn nếu mà chỉ người lớn tuổi, người ta cao tuổi thì chúng ta dùng cái tính từ là AG nhá. Số 4. Cái số 4 là cuộc sống và cái chết đấy đúng không nào? La vie et la mort đúng không? Cuộc sống và cái chết. Thì các bạn xem những cái ví dụ sau đây, ví dụ như là khi mà sinh ra thì người ta dùng cái động từ là naître đúng không? Naître bác sĩ của nó là né đúng không? Thì Julie est né, Julie sinh ngày rồi le và sau đấy là ngày tháng năm sinh đúng không nào? Ví dụ như là Julie est le 20 octobre đúng không? 20 tháng 10 đúng không? Năm 1989 đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là sa date de naissance, tức là ngày tháng năm sinh đấy đúng không? Est le đúng không?
mà chúng ta ghi ra ngày tháng năm sinh. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể viết cách khác là Elason Anniversaire, đúng không? À, ngày sinh nhật của cô ấy đúng đấy đúng không? Là Le 20 October, đúng nào? Tiếp theo là cả ví dụ là avoir perdu, tức là đã mất đấy đúng không? Ví dụ như là Julie a perdu son père, Julie đã mất bố rồi đúng không? Thì chúng ta có thể viết nữa là il est mort đúng không? Hoặc là décédé đúng không? Décédé là đã qua đời đã mất đấy đúng không nào? Le và cái tháng mất đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể viết là le và ngày tháng mất của bố cô ấy ở đây và l'anniversaire de son mort đúng không? Ngày tưởng niệm ngày mất là ngày giỗ đấy bố cô ấy đúng nào? Thì những cái từ và cái cụm từ mình tô màu xanh này này là những cái từ hoặc là cái cụm từ mà liên quan đến cái chủ đề laser hoặc là les périodes de la vie đấy, thì các bạn nên nhớ, tại vì là cái chủ đề này đã chia thành cái chủ đề thì chúng ta nên nhớ những cái từ cụm từ và những biểu đạt xung quanh cái chủ đề đấy, thì các bạn sẽ dễ dàng hệ thống hóa kiến thức và các bạn sẽ nhớ một cách có hệ thống và nhớ một cách logic đúng không? Do đó mà các bạn sẽ nhớ nhanh hơn và nhớ lâu hơn, không quên nữa, đúng không? Đấy, vậy là bài hôm nay mình giới thiệu các bạn về cái chủ đề thứ số 3 của các bạn mới học đấy, đúng không? Trình độ A1, A2 đấy. Nhưng mà theo mình nghĩ là có thể dành cho tất cả các bạn, đúng không? Tại vì ngay cả mình nữa, mình cũng thi thoảng cũng quên và thi thoảng cũng không vận dụng hết những cái cách biểu đạt để paraphrase, tức là để viết khác đi khi mà họ yêu cầu làm bài hoặc là viết một bài nào đấy để tránh lặp đi lặp lại cho đúng không? Thì chúng ta cũng có thể xem lại cái video này để chúng ta học những cái từ đấy là nghĩa là gì và chúng ta có thể thay thế được cái từ gì hoặc là sắc thái biểu đạt của cái từ này như thế nào hoặc mình tránh dùng những cái từ gì và mình thường xuyên dùng những cái từ gì thì nó hay hơn đấy chẳng hạn nhá. Vậy là chủ đề ngày hôm nay chỉ có thế thôi và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để khi mà nhóm up video bài giảng lên thì các bạn nó sẽ báo về thư cho các bạn và các bạn sẽ biết và như là một cái nhắc nhở thay vì lên lớp các thầy cô nhắc nhở các bạn thì ở đây các bạn tự học thì sẽ có một cái kênh nhắc nhở để các bạn theo dõi bài học một cách thường xuyên hơn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà các bạn có ý kiến nào khác hoặc là có gì bổ sung trong cái video này thì các bạn vui lòng comment phía bên dưới. Còn nếu mà bạn nào chưa biết thì mình cũng nhờ các bạn là giới thiệu cho các bạn khác biết về kênh của mình để các bạn vào các bạn học, tại vì mình làm cái vấn đề này cũng là phục vụ cho lợi ích của cộng đồng và nhiều bạn biết tới thì chúng mình càng được khuyến khích và động viên hơn. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Bye bye.